Cho đến ngày hôm nay, thì chiến dịch ra quân thiết lập trật tự đô thị hè phố tại thành phố Đà Lạt nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Các tuyến phố, các khu chợ đã gọn gàng, ngăn nắp hơn. Việc lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh đã giảm đáng kể. Điều đó cho thấy, nhu cầu lập lại trật tự vỉa hè đang thực sự được nhân dân đồng thuận và chấp hành. Thế nhưng, vấn đề đường thông hè thoáng như hiện nay sẽ được duy trì trong bao lâu? Giải pháp nào sẽ thực sự hiệu quả lâu dài? Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Cửa hàng bảo hành bảo trì máy năng lượng mặt trời Hành ở 49A Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt. Sau ngày ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường, đã thực sự thông thoáng và ngăn nắp hơn. Chủ cửa hàng đã không còn lấn chiếm, chấp thuận việc dỡ bỏ các vị trí đấu nối trên vỉa hè và thu gọn dần vào phía bên trong cửa hàng. Sẽ dọn quan cái mặt bằng và sẽ làm những cái vỉ sắt để đi lên, chứ không có xây dựng cơi nới ra cái lề đường của đường phố nữa. Chia sẻ về quá trình ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn, lãnh đạo phường 9 thành phố Đà Lạt cho biết, trước khi triển khai công tác này, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành bản cam kết với các hộ dân về việc chấp hành quy định về trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến các tổ dân phố trên hệ thống loa truyền thanh các nội dung về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đồng thời, đồng loạt ra quân xử lý, nhắc nhở và tiếp tục tuyên truyền để nhân dân chấp hành tốt. Ủy ban nhân phường đã gửi cho ban điều hành tổ dân phố để làm công tác tuyên truyền. Và cái ngày ra quân đợt này thì Ủy ban nhân phường đã tập trung ra làm và làm những các cuốn chiếu, xong đó là về giao cho lại cho ban điều hành tổ dân phố và lực lượng thường xuyên kiểm tra. Theo chỉ đạo chung của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, lực lượng công an các phường trên toàn thành phố đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, trông giữ phương tiện, các hình thức bán hàng rong cũng như đậu đỗ ô tô trên vỉa hè. Trở lại một số tuyến phố trước đây thường xuyên xảy ra việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dành cho người đi bộ, sau thời gian ra quân của ngành chức năng, cho thấy không gian đô thị đã thông thoáng hơn. Cái việc này thì nó phải có được cái sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các chức, của các cơ quan chức năng và các ban ngành đoàn thể cùng tổ chức phối hợp và ra quân đồng loạt, và phải xác định được rõ cái mục tiêu này là lâu dài chứ không phải là trước mắt, và có những cái biện pháp cụ thể từ đánh giá những nhận thức, từ cái công tác tuyên truyền, vận động cho đến cái công tác xử lý phải đảm bảo được tính chất nghiêm minh. Bên cạnh những nét đẹp được nhân dân đồng thuận đó, vẫn còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ về trật tự đô thị của Đà Lạt hiện nay. Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt, dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra xử phạt, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn còn. Đó là những gánh hàng rong buôn bán trên vỉa hè, hàng loạt xe máy của các cửa hàng, các quầy sạp kinh doanh tại chợ đêm Đà Lạt cũng dựng chắn hết lối đi của người đi bộ trước 8 giờ sáng và sau 18 giờ tối của mỗi ngày. Điều này cho thấy hiện nay thành phố Đà Lạt vẫn chưa có phương án nào thay thế cho việc đậu đỗ xe trên vỉa hè, trong khi phương tiện ô tô xe máy ngày càng tăng. Bên cạnh đó, vẫn chưa có vị trí để bố trí sắp xếp lại việc kinh doanh buôn bán của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, dùng lòng lề đường là nơi kiếm sống. Nó là vỉa hè để đi bộ. Cái người du lịch đây người ta đi bằng cái gì? Người ta phải đi xuống dưới này, đi cùng với cả ô tô, đi cùng với cả xe máy. Có cái chỉ thị này ra rồi thì cô sẽ nhắc nhở con cháu trong nhà, rồi gia đình trong nhà thì đừng có vi phạm những cái vấn đề đó thôi. Khi những mối lo về cơm áo gạo tiền đang là gánh nặng đối với các hộ kinh doanh, người nhập cư, thì ý thức về sự văn minh sạch đẹp của thành phố Đà Lạt vẫn chưa thể hình thành. Với những thực tế còn đang tồn tại như hiện nay, nếu chỉ tập trung đi kiểm tra vào những giờ cao điểm thì không thể giải quyết triệt để được. Vỉa hè, lòng đường vừa là giao thông động nhưng cũng vừa là giao thông tỉnh, có thể làm nơi đổ xe thuộc phạm vi quản lý của nhà nước, các đơn vị, hộ gia đình chỉ tạm sử dụng. Và vỉa hè có nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, nên ứng xử phải tùy trường hợp cụ thể và không làm máy móc. Cần có sự hài hòa vì quyền lợi của người dân và đảm bảo trật tự đô thị. Sắp tới, thường xuyên tuyên truyền và vận động thông qua các buổi họp và các sinh hoạt loa phóng thanh của tổ dân phố, và cũng sẽ thường xuyên đi kiểm tra trong những giờ đột xuất và những giờ cao điểm và thường xuyên, liên tục. Hiện nay thì địa phương đang làm văn bản gửi cho công ty quản lý công trình đô thị, phòng quản lý đô thị có kẻ lại các cái vạch sơn
để cho các cái hộ gia đình mà có mặt tiền buôn bán để đậu đỗ xe đảm bảo đúng theo quy định, để đảm bảo và gắn với lại cái việc mà ra quan chỉnh trang đô thị và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, để người dân có ý thức chấp hành và hệ thống chính trị cũng như vào cuộc để công tác vận động nó đạt được nhiều kết quả. Về lâu về dài thì Ủy ban nhân phường cũng đã là phối hợp với công an là thành lập các mô hình, các tổ tự quản ở các khu đường. Thì mô hình tổ tự quản là do tổ trưởng và một cảnh sát khu vực và hệ thống chính trị của tổ dân phố đó sẽ thường xuyên là nhắc nhở hơn, có nghĩa là đây là nâng cao ý thức của cộng đồng khu dân cư. Thì trực tiếp hệ thống chính trị ở tổ dân phố, ở các địa bàn, đặc biệt là ở các chợ và các địa điểm ngã ba, ngã tư cũng như là các lòng đề đường mà thường xuyên có buôn bán lấn chiếm thì chúng tôi quan tâm, nhắc nhở và tuyên truyền nhiều hơn, chủ yếu là nâng cao ý thức của người dân chấp hành. Dành lại vỉa hè cho người dân là việc làm đáng được hoan nghênh. Nhưng làm sao để việc này vừa phát huy hiệu quả lâu dài, vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, vẫn cần được ngành chức năng đưa ra nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả lâu dài và cần thấu tình đạt lý để người dân tin và làm theo. Đây là yếu tố quan trọng để chiến dịch dành lại vỉa hè trên toàn thành phố Đà Lạt được thực hiện một cách toàn diện hơn. Điều này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà đòi hỏi cần có thời gian nhất định. Cụ thể hơn là cần có lộ trình làm thay đổi nhận thức của người dân, cần phải thiết lập văn hóa kinh doanh, thành lập các tổ tự quản về trật tự đô thị. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh và của cả người dân. Có như thế, vỉa hè, lòng lề đường mới thực sự thông thoáng, đáp ứng nhu cầu của người đi bộ và người kinh doanh hiện nay. Những căn nhà gần như nằm án ngự ngay giữa lòng đường. Đây là một trong bốn gia đình còn lại chưa di dời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường Lam Vi An, thị trấn Lạc Dương. Những hộ dân này cho